Ngay cả cái phòng ngủ của mình mà người thấy mình cũng trồng quá trời cây luôn. Nói chung là mình là một trong những người rất là thích cây, mà từ sân thượng đến phòng ngủ bây giờ mình cũng đang cải tạo lại hết. Người yêu thiên nhiên là vậy đó. Ở đây mình trồng lá nho nè, trồng lan hồ điệp nè, nói chung là trồng rất là nhiều thứ. Và mọi người thấy không, sau khi cái phòng của mình sửa chữa được vài ngày thì nó cũng đã gọi là gần hình thành được cái không gian rồi đó. Nói chung mình muốn mang thiên nhiên trong nhà luôn. Bây giờ đang trong quá trình gọi là ke mấy cái đường chỉ, mà người thấy màu xanh đậm với màu xanh nhạt đó, cái đường chỉ nó rất là quan trọng, cho nên cái việc mà làm tiểu tiết nó lâu lắm. Nói chung là làm được xong những cái cây ở trong nhà thì những cái lá thạch nam này là lá giả, nhưng bên ngoài thì mình làm lá thiệt nha cả nhà, bên ngoài là lá thiệt hết toàn bộ luôn. Đây đang trong quá trình gọi là sơn phết lại hết. Nói chung là nguyên một cây luôn mà mọi người thấy ở đây. Nến thơm của cái nhà mai tây thấy đẹp quá, cái là đậu luôn nến thơm cho nó đẹp luôn. Và nó chia sẻ chân thành, đây là cái phòng ngủ nha, chứ không phải đây là cái nhà nha. Đây trong phòng ngủ nè, đang bắt đầu là sơn lại và đang đi đường chỉ lại hết. Nói chung là muốn nó đẹp thì nó phải đi đường chỉ, nó tiểu tiết lắm. Này là cái nôi con của mình, đây là cái tủ quần áo nè đó. Rồi đó mọi người thấy không, đây là cái phòng bên ngoài cho gặp khách nè. Rồi nó có cái vườn, nó đang chuẩn bị trồng hoa hồng, hoa ơ, cái kiểu như nó rất là đẹp. Rồi sau đó bên ngoài này thì trước cửa phòng thì là cũng có nguyên mảng tường này cũng đang làm xanh luôn, chưa có đèn thì mọi người sẽ thấy tối nha. Nó nguyên mảng tường xanh luôn, cao lắm, lên trên luôn. Ở bên trên đó thì coi như giếng trời, cái cây xanh sẽ vô tới đây luôn. Rồi ngoài ra thì mọi người thấy được là ở đây có thêm cái tủ giày. Tủ giày hôm nay trong quá trình gọi là sơn lại, nó hồi xưa trên mình tông nâu. Đây cái này là kệ giày bên ngoài cửa phòng ngủ nè cả nhà. Còn bên trên đó là đang làm lại đó. Nói chung là cái giếng trời thì cũng có trồng cây luôn. Và chia sẻ với mọi người, đây là một trong những cái kiểu cây nhà lá vườn mà. Nói chung là nhân viên qua hỗ trợ làm thôi, chia sẻ mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mình là Sao Minh Tứ, chia sẻ clip về hậu trường ngày trên chiếc cưới cho chính mình làm ạ.